Dạ vâng, Quang Khải Audio lại xin kính chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em lại tiếp tục về được một lô mic mang thương hiệu NNG do công ty Bayer V sản xuất các bác nhé. Thì đây là một thương hiệu lớn, họ đặt công ty Bayer sản xuất mic theo cái đơn đặt hàng của người ta các bác nhé. Thông tất cả là men vỉ rồi máy móc và tay mic các thứ tất cả là do công ty Bayer sản xuất các bác nhé. Bayer sản xuất là Bayer là thì các bác biết rồi, Bayer là một công ty luôn luôn sản xuất mic theo các đơn đặt hàng của rất nhiều công ty khác nhau. Thì đây cũng là một trong những dòng mic Bayer các bác nhé. Lâu này thì có em là dòng Bayer vỉ xanh 6 số tự ngắt các bác nhé. Và hôm nay đây chỉ có 10 bộ các bác nhé, chỉ có 10 bộ rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bác. Này các bác, tất cả em đã test và ngon lành cành đào và đánh dấu số bộ đầy đủ hết rồi các bác nhé. Và trên tay thì bọn em đã dọn dẹp vệ sinh rất là đẹp rồi các bác nhé. Vệ sinh rất là đẹp và sơn phủ bóng chống xước, chống bám vân tay rất là đẹp rồi các bác nhé. Đẹp như mới luôn các bác. Đây là một lô mic quá tuyệt vời luôn, đẹp như mới luôn. Các bác nhìn đang nhìn trước mặt đây, 100% đều nhau tăm tắp như như mic mới luôn các bác nhé. Thì hôm nay em về được hơn chục bộ thì em lại bán giá rất là tốt cho các bác để các bác chơi nhé. Hàng đợt này gần Tết là hàng rất là lên, rất là cao rồi. Thế nhưng mà bên em vẫn để cho các bác giá rất là tốt để các bác chơi Tết các bác nhé. Chỉ có chục bộ thôi thì các bác nhanh tay nhé. Đây em quay gần cho các bác xem cái nội thất của nó này các bác nhé. Đây là nội thất của máy Bayer vỉ xanh tự ngắt các bác nhé, 6 số. Đấy thì nó các bác nhìn thì cũng giống như vỉ tím thôi, nó chỉ khác cái màu vỉ thôi các bác nhé. Con này thì đời cao nó sử dụng chip rồi, xử lý tiếng rồi các bác nhé. Còn một số đời trước thì nó sẽ sử dụng con IC to. Đây là đời cao thì nó sẽ sử dụng con chip xử lý tiếng rồi. Thì những cái bên vỉ của Bayer thì các bác nhìn các bác sẽ thấy ngay rất là đặc trưng rồi của dòng Bayer. Cái mẫu này thì chỉ khác cái màu vỉ thôi các bác nhé. Thì các bác đang nhìn này, cả cái đầu thu nhá. Thì tất nhiên là mic bãi thì nó không tránh khỏi một số cái trường hợp xước sát nhẹ các bác nhá, thì không tránh được đâu. Ví dụ như những cái chỗ như thế này là không tránh được đâu. Do quá trình vận chuyển, do quá trình xếp hàng, đóng gói hoặc các thứ về đến đây nó rất nhiều công đoạn, cho nên là nó không thể tránh khỏi những cái va chạm xước sát. Thế còn tay mic thì bên em đã làm đẹp cho các bác rồi. Các bác về chỉ việc chơi thôi, đẹp như mic mới luôn các bác nhá. Và tất cả các lô này thì lẫy pin nó gần như là đầy đủ các bác nhá, chỉ có hai ba chiếc gì đó nó bị gãy một bên lấy pin các bác nhá. Tất nhiên là vẫn còn rất là đẹp, nó chỉ gãy một cái bên thôi. Lấy pin nó có hai bên để ôm với nhau thì nó chỉ gãy có một bên thôi, thì ôm pin vẫn rất là chặt các bác nhá. Còn lại thì tất cả bao đẹp, tất cả nội thất em bao zin đầy 100% các bác nhá, không động chạm một mối hàn nào các bác nhá. Bao zin 100% và tất cả hàng bán ra bảo hành 3 tháng, lỗi trong vòng 10 ngày đầu tiên bên em sẽ đổi mới các bác nhá. Rồi thì hàng này về nó rất là đẹp mà nó chỉ có 10 bộ thôi. Thì các bác đặt hàng các bác nhanh tay alo trực tiếp cho em, số điện thoại là 0709879710 các bác nhé. Các bác có thể kết nối vào Zalo. Các bác thợ có nhu cầu đặt hàng số lượng từ 3 bộ trở lên thì cũng có thể kết nối Zalo hoặc inbox trực tiếp cho em để có giá tốt nhé các bác nhé. Còn các bác mua lẻ thì em đang bán em cũng báo giá luôn cho các bác, đó là 1.700.000 bao ship tặng đầy đủ phụ kiện và bảo hành 3 tháng các bác nhé. Tất cả đây, tay mic đây các bác nhìn này. Em cầm cái nào lên nó cũng đẹp như nhau luôn các bác nhá. Đẹp lắm. Lô này thì quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Thì cái mic mới Bayer này có các bác mua bên ngoài, các bác mua mới thì nó cũng rất là đắt tiền các bác nhá. Một bộ mic vỉ xanh này nó cũng rơi vào khoảng 5 6 triệu. Còn đối với những bộ vỉ tím thì nó từ 7 đến 9 triệu tùy được model các bác nhá. Đối với những dòng vỉ xanh này nó từ 5 đến 6 triệu. Thế mà các bác mua một hàng mic bãi đẹp như thế này. Hôm nay em bán ra cho các bác chỉ có 1.700.000 thôi và vẫn được bảo hành 3 tháng các bác nhá. Vẫn được bảo hành 3 tháng, mic bãi vẫn được bảo hành 3 tháng đầy đủ các bác nhá. Và sản phẩm mà bao test 10 ngày lỗi là bọn em sẽ đổi. Lỗi là sẽ đổi các bác nhé. Còn lại là bên em sẽ bảo hành đầy đủ cho các bác. Ok cho các bác. Vì những dòng mic Bayer này nó rất là lành tính các bạn. Đây là một trong những dòng mic rất là lành tính và đặc biệt tiếng của nó rất hay, sóng thì ổn định và ăn pin tiết kiệm nhất trong các dòng mic rồi. Nó tiết kiệm pin nhất trong các dòng mic các bác nhé. Cho nên là các bác chơi những dòng Bayer này rất an tâm các bác nhé. Về độ chất âm thì vì xanh với vì tím thì bọn em cũng đã làm qua rất là nhiều mic rồi. Tiếng của nó cũng rất là đồng đều các bác nhé, không có chênh lệch đâu. Các bác nhé, các bác chơi vỉ xanh tiếng rất là ok mà giá thành nó cũng rất là phải chăng các bác nhé. Rồi chỉ có 10 bộ thôi, các bác chốt thì nhanh tay liên hệ em số điện thoại đây hoặc kết nối Zalo luôn cho các bác nhé. Các bác đi qua nhớ cho em xin một nút like, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em các bác nhé. Sau đây em sẽ alo thử tiếng mic cho các bác nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Con này tiếng quá hay luôn, quá nhẹ luôn, tiếng rất là sáng. Các bác hát rất là nhẹ, không bị tốn hơi các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi.